Xin chào các bạn YouTuber. Lâu quá rồi không gặp lại. Xin chào các bạn. Đây là khung trời rất là đẹp. Thấy đẹp quá. Tôi đứng lại quay chơi. Đứng lại quay tránh an toàn. Đó là gối đầu của quốc lộ 1. Ra quốc lộ 1 là 8 lần xe chạy. Cái này là còn thưa. Các bạn biết gì đâu không? Đây là cây cao su nha. Đó là cây cao su đó. Việt Nam ta rất là tự do, tự do độc lập, tự do hạnh phúc. Đi xe ngừng lại thấy cảnh đẹp quá. Cuộc hành trình về Sài Gòn, cuộc hành trình về Sài Gòn rồi mới tới Cà Mau rồi đi về Đồng Tháp rồi về núi Vinh. Về chùa Châu Đốc chứ. Về chùa Châu Đốc. Trời xanh. Trời xanh gió nhẹ sóng đưa. Đây là loài cỏ dại. Đường không đi thì đường cỏ dại. Yêu mà không qua lại thì thành người dưng. Tình yêu như cỏ dại bên đường. Trời xanh, cây lá xanh, đường rộng thì đến tay. Đường rộng thênh thang, dài thầm thầm. Rồi, đẹp chưa? Đó, rồi qua dài. Tươi tốt chưa? Trời mưa cỏ nó lên mơn mận, bờ cỏ xanh xanh. Hai bên lối nhỏ, hai bên lối nhỏ. Rồi bây giờ mình tranh thủ ha. Tranh thủ mình sẽ đi. Tới chỗ nào đẹp mình đứng lại mình quay tiếp ha. Đời lãng tử vậy nó mới vui. Xin chào các bạn nha. Chúc một ngày gặp.